Cassowary. Đà điểu đầu mao. Cassowaries are very wary of humans. But if provoked, they are capable of inflicting serious, even fatal, injuries to both dogs and people. Đà điểu đầu mao rất cảnh giác với con người. Nhưng nếu bị khiêu khích, chúng có khả năng gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong cho cả chó và người. Chicken. Gà. Fried chicken is delicious. Món gà rán ngon tuyệt. Cook. Gà trống. The cock crows when the sun rises. Gà trống gáy khi mặt trời mọc. Duck. Vịt. I'll have the Peking duck. Tôi sẽ gọi món vịt Bắc Kinh. Grebe. Chim lặn. That is a great crested grebe. Đó là con chim lặn lớn có mào. Hen. Gà mái. Hen hovers her chicks. Gà mái ấp ủ gà con. Cagu. Chim cagu. The cagu or cagu is a crested, long-legged, and bluish-gray bird endemic to the dense mountain forests of New Caledonia. Cagu hay cagu là một loài chim có mào, chân dài và có màu xám xanh, đặc hữu của những khu rừng núi rậm rạp ở New Caledonia. Kiwi. Chim kiwi. Kiwis are also aggressive when provoked. Kiwi cũng rất hung dữ khi bị khiêu khích. Ostrich. Đà điểu châu Phi. The ostrich, Struthio camelus, is a large flightless bird native to Africa. Đà điểu camelus là một loài chim lớn không bay được có nguồn gốc ở châu Phi. Partridge. Gà gô. Can you tell me some details about red-legged partridge? Anh nói tôi nghe vài chi tiết về gà gô chân đỏ được không? Peacock. Con công trống. The peacock looks graceful. Con công trông rất duyên dáng. Peahen. Con công mái. Peacocks displays its magnificent tail feathers to attract peahens.
công đực khoe bộ lông đuôi tráng lệ của mình để thu hút con cái. Penguin. Chim cánh cụt ở Nam Cực. The penguin is the flightless bird. Chim cánh cụt là loài chim không thể bay. Pheasant. Gà lôi, chim chỉ. The pheasant shooting season lasts from October 1st to February 1st in England. Ở Anh, mùa săn bắn gà lôi kéo dài từ 1 tháng 10 đến 1 tháng 2. Turkey. Gà Tây. In England, turkey is traditionally eaten on Christmas Day. Ăn gà Tây vào ngày Noel là truyền thống ở Anh.